Chào cả nhà. Chào cả nhà. Hôm nay ba thế hệ của Tám cùng nhau làm thức uống trà sữa trân châu có gừng và hoa đậu biếc. Tám thêm gừng vô để uống đề kháng bệnh. Rồi hoa đậu biếc thì nó mát, có màu đẹp nữa. Để uống thanh nhiệt trong những ngày nắng nóng cũng sắp tới mùa hè rồi. Giờ mình làm món này uống cho giới trẻ nó uống luôn. Cháu Kitty này nghỉ học ở nhà, Kitty cùng làm với bà ngoại. Mời cả nhà cùng theo dõi mình làm. Những nguyên liệu làm trong món trà sữa này thì Tám làm đơn giản thôi. Chuẩn bị 300g bột năng cùng với một bịch rau câu cá dẻo. Thì Tám làm cái thạch đó là có thêm 2 muỗng bột cacao. Cacao này múc ra sẵn 2 muỗng cà phê. Điều đó mình nhồi cái thạch ra đây. Kitty nhồi nha. Rồi đây là trà Lipton. Chút mình nấu nước sôi rồi ngâm vô cái ca này khoảng 10 bịch. Để nước sôi rồi mới ngâm vô. Bây giờ đi hái qua đậu biếc. Hái cái bông nở chứ đâu, cái bông bắt đầu hái không anh? Ừ. Cái bông qua đậu biếc này Tám mới trồng, nó cũng mới vừa có bông. Bông nó trổ thì nó mau tàn lắm. Sáng nó trổ, chiều nó tàn. Thành ra Tám có hái trước một số sáng hôm qua. Rồi sáng hôm nay hái tiếp vô mình mới làm mới đủ. Nè, mẹ đi chợ đi. Đây đây mẹ, mẹ hái bông nè, bông đẹp nè. Đó, vô đó nữa, vô đó đó. Đẹp không? Đẹp nè. Tâm màu gì ở trên vậy? Màu tím. Người ơi, hỏi đi cưng. Ui. Cầm cẩn thận con. Không biết màu tím không? Màu bông chỗ này tới không? Nè, để dời cái ghế nữa con. Cầm lấy cẩn gì chiều chiều á, tàn nó khô lại. Mình làm bông khô á. Mẹ cẩn thận đó mẹ. Ồ, cái ghế nó nhúc nhích nè. Mẹ cẩn thận. Sao mẹ leo lên đây rồi mẹ không có thấy cái bông đâu nè. Nó lớn lên giờ phải nằm trên lưới. Hôm sáng hôm qua mà mới bữa nay mới nữa, bông mới trồng chưa có bông nhiều. Được chưa? Giờ tới phần nhồi bột, giờ cái ti đổ bột ra đi. Đây là 300g một nhân. Nè. Gói nè. Gói bột. À, mẹ thấy rồi. Ai nắng đâu vậy? Ba má. Nước nhiều hết mà. Mình đổ vô ít thôi. Vậy là... Rồi cái này tới cacao. Mình làm thạch này, cái hương cacao thơm. Mình làm thạch trắng cũng được. Trộn đi. Mấy cái cuốn này ăn biết rồi ha. Cái này mình thấy nó ít cacao, mình thêm vô khoảng chừng 3 muỗng cà phê cacao. Mới đầu mình đừng có 2 muỗng. Rồi thêm chén nước sôi nữa đi. Cái chén này khoảng chừng nửa chén nước kia. Chừng chung cộng lại là một chén rưỡi nước. Rồi con thêm miếng cacao, bột cacao nữa. Ba bỏ không đâu. Ba bỏ rồi. Ba bỏ. Để chăm trà lít tông để chút cho nó nguội hả má? Nguội rồi mình mới làm hả? Vừa thôi, không cần nguội, chút mình pha vô sữa. Chăm đại ca hay là chăm nửa ca thôi? Đại ca đi. Chứ mình nấu thêm nước. Rồi cái bột mình nhồi để làm thạch trân châu, mình nhồi nãy giờ đều rồi. Giờ cái giai đoạn lăn rồi cái ti dò ra. Ơ, mình hỏi gỡ gì vậy? Mới giờ bột. Lại đang làm trân châu. Con vô con lấy giùm mẹ đi. Trời khóc gì kỳ vậy ta? Bây giờ ngâm thêm củ gừng. Củ gừng này mình để vỏ luôn, rửa sạch. Rồi mình nướng cho nó vàng, mình đập ra. Giờ ngâm thêm củ gừng, pha vô trà sữa.
Thạch nãy giờ mình dò xong rồi, giờ này nước thì sôi rồi mình đổ thạch vô luộc. Đổ từ từ để nó bị quấn cục lại. Nhờ Tám nấu cái bông đậu biếc này để mình lấy cái nước ra làm thạch rau câu. Để nó sôi chút xíu nữa ra màu. Rồi bông này nấu nó ra màu nè. Chút xíu nữa nó ra hết rồi cái mình lược ra. Lược ra mình lấy cái nước để đó rồi mình quậy thêm cái thạch rau câu dẻo á. Đổ vô cái mình làm cái thạch màu đậu biếc nữa. Mình nấu mình lượt cái nước này rồi cái bông này mình ăn vẫn được. Mình thêm vô chút xíu đường ngót ngót cái mình ăn mát lắm. Hoa đậu biếc mình nấu nãy giờ nó ra nước được rồi nè, giờ mình vớt ra. Mình đổ nước ở đây, chút xíu nữa mình đổ vô cái thạch rau câu. Sốt bông nữa. Cái thạch cacao nãy giờ mình nấu nửa tiếng, giờ chín rồi đem xuống thì đậy nắp lại ủ khoảng chừng 20 phút mình dỡ ra cho nó nở đều. Giờ mình chuẩn bị trộn với cái bịch rau câu dẻo. Bịch rau câu dẻo mình đã đổ ra rồi, với mình trộn vô 5 muỗng đường, trộn vậy này cho nó đều. Trong khi đợi nồi nước nó sôi đó, rồi mình trộn rồi nước sôi mình đổ vô mình quậy cái thạch rau câu. Thạch rau câu đó thì mình đổ hoa đậu biếc vô cho có màu đẹp. Cái bịch bột rau câu dẻo mình đã trộn với đường xong rồi nè. Giờ mình đổ cái lượng nước là nửa lít nước, nhưng mà mình bớt lại trừ vô cái phần trong hoa đậu biếc mình nấu nè. Đổ vô đây em đợi nước sôi mình mới đổ đường với bột rau câu vô. Nước sôi rồi mình đổ vô quậy. Cái này là thao nước đá mình vớt cái trân châu á, mình để vô thao nước đá. Rồi để vô cái thao nước đá cho nó son cái hộp này lại, hộp trân châu lại. Kéo xuống đi. Cái này sau khi mình vớt lại nước đá giờ mình vớt ra tô cho nó ráo rồi mình để đường vô. Khoảng chừng 4 muỗng đường. Nhiều nữa chứ cái tô này nhiều á. Để vô đi là trộn lên. Rồi phần rau câu hồi nãy Tám quậy nó tan hết rồi, cái đổ cái nước hoa đậu biếc vô. Giờ mình đổ vô ca rồi mình ra mấy cái khuôn. Mấy cái khuôn này thì mình khi mình ăn thì mình múc. Mấy cái thạch trân châu hồi nãy mình dò là mình hút lên được. Rồi mình đổ vô mình múc. Mình cho nó nhanh. Bông gì không biết nữa. Bông hoa đậu biếc. Dư rồi. Thạch rau câu Tám đổ nãy giờ nó nguội rồi, mình Tám lấy ra rồi bắt đầu pha sữa vô, pha trà vô sữa. Giờ lon với Kitty pha trà vô sữa đi. Rồi mọi lấy cái thạch này ra cho nó nguội cho. Cái màu đẹp hay chưa, cái tô màu xanh, hai cái màu xanh. Quậy trà vô rồi Kitty múc cái thạch đổ vô, rồi cái mình để cái thạch rau câu này vô sau. Rồi trân châu quậy trà sữa vô, rồi Tám để cái thạch của hoa đậu biếc vô. Bà thử. Con lấy cái muỗng con để nước gừng vô đi Lâm. Con chọc cái dữ mà. Ly muỗng nước gừng. Mẹ. Muỗng này con chọc cái dữ mà. Muỗng nhỏ đi, muỗng. Ừ nó nhiều quá. Con chữ. Rồi mình đổ thêm nước gừng vô uống để đề kháng bệnh. Cho nó ấm bụng. Rồi hoa đậu biếc thì mát. Đủ thứ hết. Rồi, để nước đá vô luôn. Rồi, bỏ đá vô. Bán cho đều nha bà. Ừ.
bà chủ không biết. Này bán nước đá hễ này thôi đã, con mời ông ngoại nha. Tại vì không có khuôn, không có dụng cụ. Cuối cùng đổ ra khuôn đó. Ý là hái có mấy bông mà có người làm bông khô nữa. Gia đình nấu uống trà sữa trân châu, có dùng hoa đậu biếc. Giờ gia đình ăn uống. Mời cả nhà cùng uống trà sữa. Uống đi. Mơ quá. Đây có thêm một bác sĩ mơ có đồ dụng cụ khám bệnh. Còn đi. Quá ngon. Rồi ăn muốn thêm hoa đậu biếc thì thêm. Má nó cái cục mình dai đâu có dai đâu. Đổ dai. Tức là có mùi gừng ăn đỡ ngán. Có nấu củ gừng luôn á. Không bị đau bụng. Nhiếm từ hoàng là ông phơi á. Phơi nhiều lắm. Giờ ông cho trong hộp giúp người ngủ ngủ. Màu đẹp quá không? Nóng quá, ăn nước uống nhiều quá. Phải ăn cái nè. Cái ruột thạch hoa đậu biếc á. Ngon nhưng mà nó đẹp nữa nè. Không uống đi Vinh. Mình làm người cảm thấy sao quá vậy? Anh hai ăn uống. Cái này ví dụ uống hết là thêm ly nữa được không? Thêm tiền. Uống một ly thì khuyến mãi rồi, uống hai ly thì tính tiền. Tiền hai ly. Có ăn cái đó nhiều quá mới mệt. Cái mặt không à. Cầm. Con đừng có la. Để cái lì ra nó chịu á. Ủa cái miệng nó ớn. Chuyển mưa. Mưa. Mưa xuống cho mát. Không mưa nữa. Gió mát nè. Mẹ mình thấy gió lạnh nè. Chuyển mưa đâu bà. Gió lạnh nè. Đang nóng thì gió là có hơi nước. Hồi nãy em có cục đá. Hồi nãy nó trở đi nước thì nó hơi bay lên. Cái nồi nó tan ra chứ có cục đá. Bố uống thử không? Thì sắp tới mùa hè nóng lực quá. Mình một tuần lễ mình ăn làm này mình uống một ngày. Giải nhiệt. Nên cái ti nó làm mỗi ngày. Ờ, bị gì nghỉ học ở nhà đó. Để làm hoài. Ý ngào Tây Tạng đi luôn hả Vui? Đây. Đây. Ý. Không. Muốn không được hết. Bên không phụ lòng bà nội bên uống hết trơn. Thêm ra phải chừa, phải chừa, phải chừa hạt đúng không? Đồng viên ăn thì mới lạ. Không ăn. Ông Trân nhớ chào. Nè, thêm đêm, bà con cô bác. Thêm hai cục rồi. Con lý của mưa. Chưa chào dần vô gì bên. Rồi chào mọi người nha. Mình xong rồi mình vô dọn dẹp tiền tiền mua tới rồi. Ờ nhắc. Nhắc quá, nhắc chắc lưng lắm nè. Rồi làm thêm ly nữa. Có một ly sẵn kìa. Còn ly nữa kìa. Còn ly nước kìa. Rồi cô ơi. Cô làm ly nữa thì nó cái đây. Mẹ đương đâu ăn đâu. Bố không quen kìa. Còn ăn ít thôi. Còn cái thứ mất. Công nhận cái này nó không có mất màu hết rồi. Vậy em
nấu cỡ nào nấu cũng vẫn giữ cái màu này, mà có chén bông như vậy. Cái gì vậy? Đào dớt tơn à? Thì nó vô làm thêm chút nó ra mà đi nói chào hả? Hỏi ba làm hết không? Bê bánh không màu hả? Ừ, không. Chưa rồi, chào. Ông chào làm con mình má. Làm như lính. Thôi xong, chào đi chở nước. Ăn xong người đi hết trơn thì còn sao đâu cho. Ôi chào cả nhà nha, mình đã uống hết xong rồi, đi hết trơn rồi, bán đắt quá. Rồi. Bỏ đá chưa chị? Chưa. Rồi, ai ra sao, chào sao? Chào cả nhà. Má. Tiến, uống trà sữa nè Tiến. Má. Chào cả nhà đi con. Chào đi con. Chào cả nhà đi con. Mới chào đi. Còn bán được ly cuối cùng nữa. Chào ông ơn. Tiếng hôm qua đậu bếp nè, ăn mát mẻ lắm, mùa hè nóng nực, ăn dễ nhiệt.